Nhớ hồi cái thời mà còn ở quê nhà đó cả nhà, nhà Nhi là ngay chăn giữa chợ luôn, nhà bán cà phê rồi ở trong ngay chợ cá nữa, cho nên 4-5 giờ sáng là nghe tiếng ồn ào ghê lắm. Nhi chưa từng nghĩ là mình sẽ sống ở trong rừng, trong quê hay là một cái vùng cao nguyên như hiện tại. Rồi lấy chồng thì phải theo chồng. Nhi hay nói là Nhi là dân chợ búa mà, cho nên là lời ăn tiếng nói nó ồn ào ghê lắm. Từ khi lấy chồng thì cái tiếng của Nhi nó cũng đỡ oang oang rồi. Tại vì mọi người cũng biết nếu mà mình ở trong một cái khoảng không đó mà cái tiếng mình lớn đó, thì cả hàng xóm đều sẽ nghe hết. Nói vậy chứ Nhi cũng hiền lắm. Mỗi lần mà đi qua gặp mẹ chồng đó là rất là khép nép. Mọi người cứ tưởng tượng thử là những cô gái Huế như thế nào đó, thì mình cũng giống như vậy đó. Bây giờ đẻ ra con bù lại nó cái tiếng nó y chang mẹ. Hồi đó còn nhỏ hay còn trẻ đó, mình hay mơ là mình được lên Đà Lạt để mình được hái dâu lắm. Nhi nhớ có lần Nhi rủ ông chồng đi Đà Lạt, xong cái lên đó hớn hở, mình nói anh ơi mình đi vô trong cái vườn dâu đi mình hái dâu. Mình tưởng đâu là ổng cũng vui vẻ hớn hở giống như mình, ổng thản nhiên bình thường không có một chút hào hứng. Ai về đâu qua bên đây thì ổng trồng biết bao nhiêu là cây dâu. Sau đó thì hai vợ chồng Nhi chuyển nhà, mà qua chuyển qua nhà mới thì cũng phải làm nông trại. Mà mọi người biết á, mảnh vườn hiện tại của nhà mình đó là khoảng bao nhiêu cây dâu không? Bây giờ hiện tại là khoảng 700-800 cây dâu á. Tương lai là sẽ cho còn trồng thêm đó mọi người. Người ta nói đó là làm sắp mật là có thật. Em ơi, giấc mơ của em đã thành hiện thực rồi đó. Gần 1.000 cây dâu. Nói gì chứ theo thời gian đó, tự nhiên cái mình cảm thấy mình yêu cái nghề này. Rồi sau đó mình lại hiểu được cái nỗi cực khổ của người làm nông. Mình đồng cảm với họ. Tại vì từng một cây giống mình phải nâng niu, mình chăm sóc cho nó, phải chăm sóc kỹ thì nó mới ra kết quả tốt được. Mấy cái loại dâu này nè, nó đổi con ghê lắm. Gì đâu mà nó bò tràn lan hết trơn, nó đẻ con còn hơn mình đẻ nữa. Cả nhà đừng hiểu lầm là mình than vãn hay khoe khoang gì nha. Lúc mới qua là Nhi không biết chồng hay là chiếc cái gì hết. Vì có ông chồng của mình nó là trồng, còn mình là đi hái thu hoạch. Mình nghĩ nó cũng đơn giản lắm, mình chỉ cần chồng nó xuống đất rồi nó lên, rồi xong tới ngày mình nó cho kết quả thì mình hái thôi. Nhưng mà không có đâu cả nhà. Thứ nhất là nó chết, thứ hai là nó èo ụt. Đang làm thì nghe tiếng thằng con nó khóc, cho nên là phải lợi ẩm mà vừa làm vừa giữ con. Cho nên những ai mà có bà ngoại, bà nội để giữ con giùm đó, hãy quý trọng những điều đó. Chốt lại, lao động là niềm vui, mà nuôi con là một cái phước hạnh. Vậy nha cả nhà, quẩn quẩn vô coi với lại ủng hộ gia đình của Nhi nha.